Hôm nay cô sẽ giúp các em tìm hiểu tiếp chính tả lớp 4 tuần 21. Nhớ viết chuyện cổ tích về loài người. Các em chú ý ngồi học ngay ngắn, nơi có đủ ánh sáng. Các em không nên ngồi quá gần tivi hay màn hình máy vi tính và cần tập trung nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ của bài học. Chúc các em có một tiết học vui và hiệu quả. Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu bài học nào. Qua bài học này, các em cần nắm được kiến thức, nhớ viết đúng, đẹp đoạn chính tả bài chuyện cổ tích về loài người, từ mắt trẻ con sáng lắm đến hình tròn là trái đất. Nghe viết đúng, đẹp đoạn chính tả bài sầu riêng, từ hoa sầu riêng trổ vào cuối năm đến tháng năm ta. Về kỹ năng, làm đúng bài tập chính tả, phân biệt R, G, G và dấu hỏi, dấu ngã, phân biệt L, N, út, úc. Chọn tiếng thích hợp trong ngoặc để hoàn chỉnh bài văn. Về thái độ, trình bày bài cẩn thận. Qua bài học này, em cần chuẩn bị sách giáo khoa tiếng Việt 4 tập 2, bút, vở và thước kẻ. Lưu ý, ở những câu hỏi yêu cầu cô đặt ra, em có thể bấm dừng bài giảng rồi thực hiện. Sau đó, hãy tiếp tục nghe bài giảng của cô nhé. Về cấu trúc bài học, đầu tiên chúng ta sẽ học phần khởi đầu. Nội dung bài mới, tìm hiểu nội dung đoạn chính tả, tìm và phân tích từ khó, hướng dẫn làm bài tập chính tả và cuối cùng củng cố dặn dò. Đầu tiên chúng ta sẽ có phần khởi động qua các câu hỏi sau. Câu 1, điền vào chỗ trống, chờ hay chờ? Các em hãy lấy bút chì và ghi nhanh đáp án vào vở nào. Hãy cùng đối chiếu với đáp án của cô trên màn hình. A. Trắng trẻo. B. Truyền cảm. C. Chân thật. Bài tập 2. Điền vào chỗ trống. Uất hay uốc? Để xem em có làm đúng không, cùng hướng vào màn hình nào. Cô có đáp án A. Trắng muốt. B. Thuộc bài. C. Đôi guốc. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu bài chính tả, nhớ viết chuyện cổ tích về loài người. Em hãy mở sách giáo khoa trang chính và đọc lại bài chuyện cổ tích về loài người, từ mắt trẻ con sáng lắm đến hình tròn là trái đất. Các em chú ý nghe cô đọc. Chuyện cổ tích về loài người. Mắt trẻ con sáng lắm nhưng chưa thấy gì đâu, mặt trời mới nhô cao cho trẻ con nhìn rõ, nhưng còn cần cho trẻ tình yêu và lời ru, cho nên mẹ sinh ra để bế bồng chăm sóc, muốn cho trẻ hiểu biết. Thế là bố sinh ra, bố bảo cho biết ngoan, bố dạy cho biết nghĩ. Rộng lắm là mặt bể, dài là con đường đi, núi thì xanh và xa, hình tròn là trái đất. Xuân Quỳnh. Em hãy cho cô biết, khi sinh ra, trẻ em cần có ai? À, khi sinh ra, trẻ em cần có bố và có mẹ. Vậy vì sao phải như vậy? Vì mẹ là người chăm sóc, bế bồng, trẻ cần tình thương yêu và lời ru của mẹ. Còn bố thì dạy cho trẻ biết nghĩ, biết ngoan, giúp cho trẻ có thêm hiểu biết về cuộc sống. Chúng ta qua phần luyện viết từ khó. Em hãy đọc lại bài chính tả và dùng bút chì gạch chân những từ mà em thường hay nhầm lẫn khi viết.
Cô có một số từ để em tham khảo. Hãy hướng mắt vào màn hình nhé. Đầu tiên, từ nhìn rõ. Các em thường hay mắc lỗi tiếng rõ. Em chú ý tiếng rõ có âm R đứng trước, âm O đứng sau, giống ngã trên đầu âm O. Từ tiếp theo, biết. Trong từ hiểu biết, khác với biết trong từ xanh biết. Em chú ý hai phần IE từ IT và IE cờ IT. Từ thứ ba, biết nghĩ. Nghĩ trong từ biết nghĩ là biết suy nghĩ và hiểu thấu, hiểu đúng về điều gì đó khác với nghĩ ở nghỉ ngơi, nghỉ hè là dừng một công việc hay một hoạt động nào đó. Em cần cẩn thận khi viết dấu hỏi, dấu ngã nhé. Em có hiểu mặt bể có nghĩa là gì? Mặt bể trong bài ở đây có nghĩa là mặt biển đấy các em ạ. Em hãy tìm những từ chứa tiếng mặt và viết vào vở nào. Cô có một số ví dụ sau. Mặt bàn, mặt trời, mặt trăng, khuôn mặt, mặt nạ. Em hãy nghe cô đọc và viết vào vở những từ sau. Từ thứ nhất, nhìn rõ. Từ thứ hai, biết ngoan. Từ thứ ba, hiểu biết. Từ cuối cùng, mặt bể. Em lắng tai nghe cô đọc lại một lần. Nhìn rõ, biết ngoan, hiểu biết, mặt bể. Hãy cùng đối chiếu với đáp án của cô nào. Vậy, các em đã được tìm hiểu về nội dung và từ ngữ khó trong bài chính tả. Để viết tốt bài chính tả này, các em cần chú ý cách trình bày bài như sau. Đầu mỗi dòng thơ lùi từ lề đỏ vào hai ô. Giữa các khổ thơ cách nhau một dòng, cần viết chữ rõ ràng, sạch sẽ. Em sẽ thực hành nhớ viết bài vào vở sau khi học xong bài giảng của cô nhé. Để giúp các em phân biệt được các âm đầu R, G, G, dấu hỏi, dấu ngã, chúng ta cùng sang phần bài tập chính tả nào. Em hãy mở sách giáo khoa trang 22 và dùng bút chì làm cho cô bài tập 2A, điền vào chỗ chấm R, G hay G. 1 phút bắt đầu. Và đây là đáp án của cô. Cùng đối chiếu nào. Em hãy đọc lại đoạn văn hoàn chỉnh một lần nhé. Mưa giăng trên đồng, uốn mềm ngọn lúa. Hoa xoan theo gió, rải tím mặt đường. Nguyễn Bao. Vậy, em hiểu thế nào là mưa giăng? Mưa giăng là mưa bủa ra khắp cánh đồng, tựa như răng lưới. Tiếp tục, em làm bài 2B, dùng bút chì viết thêm vào những chữ in nghiêng, dấu hỏi hay dấu ngã.
Và đây là đáp án của cô. Em hãy đọc lại đoạn văn hoàn chỉnh một lần nhé. Mỗi cánh hoa giấy giống hệt một chiếc lá, chỉ có điều mỏng manh hơn và có màu sắc rực rỡ. Lớp lớp hoa giấy rải kín mặt sân, nhưng chỉ cần một làn gió thoảng, chúng liền tản mát bay đi mất. Trần Hoài Dương. Vậy đoạn văn trên tác giả miêu tả gì? À, đoạn văn trên tác giả Trần Hoài Dương miêu tả vẻ đẹp của hoa giấy, một loài hoa được rất nhiều người yêu thích với nhiều màu sắc rực rỡ. Nghe viết sầu riêng. Các em mở sách giáo khoa trang 34, đọc bài sầu riêng từ hoa sầu riêng trổ vào cuối năm đến tháng năm ta. Các em chú ý nghe cô đọc bài. Sầu riêng. Hoa sầu riêng trổ vào cuối năm, gió đưa hương thơm ngát như hương cau, hương bưởi tỏa khắp khu vườn. Hoa đậu từng chùm màu trắng ngà, cánh hoa nhỏ như vảy cá, hào hào giống cánh sen con, lác đác và nhụy li ti giữa những cánh hoa. Mỗi cuốn hoa ra một trái, nhìn trái sầu riêng lủng lẳng như tổ kiến. Mùa trái rộ vào dạo tháng 4, tháng 5 ta. Mai Văn Tạo. Đoạn văn miêu tả loài hoa gì? À, đoạn văn viết về loài hoa sầu riêng. Em hãy tìm những chi tiết miêu tả những nét đặc sắc của hoa sầu riêng. À, hoa sầu riêng thơm ngát như hương cau, hương bưởi, đậu từng chùm, cánh hoa nhỏ như vảy cá, lác đác vài nhụy li ti. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần luyện viết từ khó. Em hãy đọc thầm lại bài chính tả và dùng bút chì gạch chân dưới những từ em thường hay nhầm lẫn khi viết. Cô có một số từ để em tham khảo như sau. Vảy trong vảy cá khác với vải trong từ trái vải. Theo em, lác đác có nghĩa là gì? À, lác đác là thưa và rải rác, mỗi chỗ, mỗi lần một ít. Em hãy đặt câu có từ lác đác. Cô có một số ví dụ sau. Ví dụ, hoa phượng rơi lác đác trên sân trường. Tiếp theo, ta có từ cuống trong cuống hoa khác với cuốn
trong cuốn sách. Tiếp theo là từ lủng lẳng. Các em chú ý, trong tiếng lẳng có âm L đứng trước, vần ăn đứng sau, dấu hỏi trên đầu âm á. Hãy tìm từ chứa tiếng có vần ăn. Ví dụ, đoạn thẳng, bức năng, mặt trăng, quả tặng, cân nặng. Em hãy nghe cô đọc và viết vào vở những từ sau. Thơm ngát. Từ thứ hai, vảy cá. Từ thứ ba, lát đát. Từ thứ tư, cuống hoa. Từ cuối cùng, lủng lẳng. Em nghe cô đọc lại một lần nhé. Thơm ngát, vẫy cá, lác đác, cuống hoa, lủng lẳng. Hãy kiểm tra và đối chiếu với đáp án của cô nào. Vừa rồi, các em đã được tìm hiểu về nội dung và những từ ngữ khó trong bài chính tả. Vậy, để viết tốt bài chính tả này, các em cần chú ý cách trình bày bài như sau. Câu đầu đoạn lùi từ lề đỏ vào hai ô. Chú ý các dấu câu trong bài và bài phải viết chữ rõ ràng. Em hãy nhờ bố mẹ hoặc người thân đọc và hoàn thành bài chính tả vào vở sau khi học xong bài giảng của cô nhé. Tiếp tục chúng ta sang phần bài tập chính tả. Em hãy mở sách giáo khoa và đọc bài tập số 3. Em dùng bút chì gạch chân dưới những tiếng mà em chọn trong ngoặc đơn trong vòng 2 phút nhé.
Em đã hoàn thành bài tập chưa nào? Cùng xem đáp án của cô nhé. Em hãy đọc lại đoạn văn đã hoàn chỉnh một lần nhé. Cái đẹp. Cuộc sống quanh ta thật đẹp. Có cái đẹp của đất trời. Nắng chan hòa như rót mật xuống quê hương. Khóm trúc xanh rì rào trong gió sớm. Những bông cúc vàng lóng lánh sương mai. Có cái đẹp do bàn tay con người tạo nên. Những mái chùa cong vút. Những bức tranh rực rỡ sắc màu. Những bài ca náo nức lòng người. Nhưng đẹp nhất là vẻ đẹp của tâm hồn. Chỉ những người biết sống đẹp mới có khả năng thưởng thức cái đẹp và tô điểm cho cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn. Vậy em cảm nhận được điều gì qua đoạn văn trên? Đoạn văn giúp ta hiểu được cái đẹp luôn tồn tại xung quanh chúng ta, nhưng đẹp nhất vẫn là cái đẹp trong tâm hồn của mỗi con người, như câu tục ngữ mà ông cha ta đã dạy: cái nết đánh chết cái đẹp. Trước khi kết thúc bài học, chúng ta cùng tham gia trò chơi ai nhanh ai đúng nhé. Em hãy chọn từ đúng nhất trong các cặp từ sau. Hãy dùng bút chì viết nhanh đáp án đúng vào vở nhé. 1 phút bắt đầu. Hãy cùng đối chiếu với đáp án của cô nào. A. Rù rì. B. Dụng cụ. C. Lũng củng. D. Chim cút. E. Thức dậy. F. Lặng lẽ. Bài học ngày hôm nay đã giúp các em tìm hiểu một số từ khó trong bài chính tả, giúp em biết phân biệt âm đầu R, D, G, dấu hỏi, dấu ngã, phân biệt âm L, N, vân úc, út. Các em cần phải thật cẩn thận phân biệt để viết bài không bị mắc lỗi nhé. Vậy là tiết học đến đây đã kết thúc rồi. Về nhà em hãy học thuộc lại bài thơ Chuyện cổ tích về loài người và viết đoạn chính tả vào vở ô ly nhé. Tiếp tục nhờ bố, mẹ hoặc người thân đọc bài chính tả sầu riêng và viết vào vở ô ly. Hoàn thành các bài tập chính tả còn lại trong sách giáo khoa. Chuẩn bị bài sau, chính tả, nhớ, viết, chữ Tết. Tiết học đến đây là kết thúc rồi. Cô cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Cô hy vọng các em nắm được nhiều điều bổ ích qua tiết học. Cô chào và hẹn gặp lại tất cả các em.